đến cái ý làm quân đội vô với lọc gió. Chịu làm bà đa luôn rồi, cọc nó ra bả nhôm này luôn rồi. Này nó khuyết cái nồi đây, cái thắt ý 150 đây là ngủ quý 6 luôn, số quá vip ni chon. Cái này làm phun nồi vô lọc gió. Nồi thì mình phay cảnh bi bẻ độ mình vớt thì nó mở cái tua hết lên này luôn, còn zin thì nó lên tới đây thôi. Rồi, bố carbon nha, xe này cạnh tới nha anh em, cũng là mạnh, chủ xe rất là chịu chơi, nó thả được vô đồ chơi luôn. Cái zin nữa bằng giấy chạy lâu dài nó bị ít thiếu gió. Làm xong rồi mình quay cho anh em xem ha. Cái nồi này là nó bị vũ cạch luôn. Chứ khi làm mình có quay cho anh em xem á. Thì phát ý khi mình làm lại phun nồi bô lọc gió xong. Rất là im đó. Đã kia của rõ lên cho anh em xem nha. Cái nồi lên test cho anh em xem.
350 màu xi măng, nồi bô lọc gió, biết đây là nồi bô xăng lửa, nó 237 300 Barrio Airblade 300. Mình làm đầy đủ hết nha, ẹt nhỏ, ẹt tự động. Thank you.